Mình không đủ tiền thối á. Hay là giờ như này đi, bạn có hay lướt TikTok không? Bạn vào TikTok, anh Grab bạn follow mình đi. Rồi, con cuốc xe này mình free cho bạn luôn. Hello các tình yêu nha, nè nè mình đây. Thì mình vừa mới dắt xe ra là nổ một cuốc liền nè. Cuốc này là ở 11A Ngô Mây. Thiệt mình ở gần đây nhưng mà mấy cái số nhà ở đây mình không nhớ luôn đó. Nhà mình book Grab đúng không ạ? Chị book Grab đúng không? Chị lên được không chị? Đây đây đây, nó đây, em cầm cái này cho. Mình qua 11 Trạng Quỳnh đúng không? Do cái app Grab nó bị SIDA. Chị biết đường Trạng Quỳnh ở đâu không? Nhà lắm mà. À ok. Do kiểu em chạy Grab chục năm rồi nhưng mà em không có biết đường. Giờ kiểu nghe tên có mấy cái đường nghe lạ lắm. Sáng đặt xe mà không thấy đường. Trời ơi, ở Quy Nhơn đây nhiều Grab lắm. Không, mà sáng sớm À. đặt lúc 9 giờ mà không có Grab nào hết. Ồ, 9 giờ là phải nhiều Grab lắm cho ta. Hay kêu ai cũng Grab rồi bạn. Vậy là do nhân phẩm của chị kém rồi. Nên là book Grab nó hơi khó. Trời ơi, hơi tốt luôn á. Chị đi làm chưa hay là còn đi học? Chị đi học á, mới ra trường. Mới ra trường là sinh năm 2K đúng không? Không, 95. Hả? 95. 95 mà sao giờ mới ra trường chứ hả? Chị học năng bằng á. À. Em tưởng chị bị đứt chưa. 95 là chị hơn em tới 7 tuổi luôn. Ui dồi. Nhìn chị trẻ hồi nãy em nhìn em tưởng chắc chị chắc cũng đang sinh viên chắc năm 2, năm 3. Nhưng mà chị nhìn như là chị bị trâu đó. Không ai biết chị là 27 là tuổi đâu. Vâng. Chị nghĩ em chị nha. Dạ ok chị luôn. Ẩm chị vô tận nhà luôn cũng được. Tính ra chị cao quá chứ, chị leo lên này được á chứ có nhiều bạn leo lên không được. Ê chị ơi, của chị là 24.000. Em cảm ơn chị nha. Ok bye bye chị. Vậy là xong cuốc đầu tiên trong ngày hôm nay. Thì mở hàng hôm nay là được một chị khách khá là vui vẻ luôn. Thì mình nghĩ là nguyên ngày hôm nay thì cuốc xe nào cũng sẽ được vui vẻ như vậy. Mình vừa mới nổ tiếp một cuốc Grabbike nữa nè. Cuốc này là ở trường Đại học Quy Nhơn. Thì nhắc tới trường Đại học Quy Nhơn thì mình mới nhớ là cái cuốc xe mà bữa mình chở cái bạn cái kìa được lên xu hướng đó. Thì hôm nay thì cuối cùng bạn đó bạn cũng xem được cái video mà bạn đó vào và đã comment rồi. Thì mình sẽ để cái comment của bạn đó ở ngay đây nha. Thì ý của bạn đó nói là lúc đó bạn đã có tiền lẻ luôn. Nhưng mà bạn lúc đó kiểu vội quá ấy. Bạn cũng không có tính toán gì, bạn đưa cho mình 20.000 là kiểu như bạn bạn cho mình luôn đó. Mình book Grab đúng không chị? Đây à. ATM bên chỗ BIDV đúng không? Đấy nè, cho con trường này nè. Bạn nữ này có cái quần giống mình ghê luôn á. Mà hôm nay mình không có mặc cái quần đó. Nãy giờ mình mà mặc cái quần đó là mình mang cặp với lại bạn đó rồi. Hôm nay là chủ nhật nè nên là sinh viên được nghỉ. Trường bây giờ rất là vắng. Đối với mình ngày nào cũng là chủ nhật hết đó, bởi vì lúc nào mình cũng cúp học mà. A few minutes later. Lên lên đi chị. Dạ, cái đó để chở hàng đó hả? Chị học ở trong này luôn hả? Chị sinh viên năm mấy rồi? Năm tư. Năm tư hả? Năm tư là sinh năm 2000 đúng không? Em cũng học trong đó luôn á, nhưng mà em năm nhất. Vâng. Nếu mà nói tuổi thì em 2K2, đáng lý năm nay là em học năm 2 nè. Mà do em bị đứt môn. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Vậy là xong cuốc thứ hai. Thì cuốc này là trả bằng tiền mặt.
Thì cuốc này là trả bằng thẻ đó mọi người. Thì tiền này thì mình để trong app rồi mình cũng nạp lại vào app thôi, chứ mình cũng không rút ra làm gì. Và đồng lẻ mà rút ra chi rồi mấy con bữa sau cũng nạp lại vào, tốn phí này nọ nữa. Thôi thì cứ để in nó luôn. Mình vừa mới nổ tiếp một đơn GrabBuy nữa nè mọi người. Ngày hôm nay GrabFood ế rồi. Khách ở 11-3 này nè, cái khách sạn Hoa Cát đây nè. Anh book Grab đúng không anh? Ê anh ơi, đây, cái này để em để trước cho. Anh qua số 1 Nguyễn Tất Thành đúng không anh? Chỗ đón ra sân bay đúng không? Ok anh ơi. Giờ anh về hả anh? Ờ, giờ anh về. Ờ, quê anh ở đâu? Anh ở Hải Phòng. Ờ, Hải Phòng hả? Anh biết được là của Grab đi. Vâng. Anh ra này đi du lịch hay là đi làm anh? Anh đi du lịch thôi. Ồ, đi du lịch một mình vậy thôi hả? Ờ. Anh giống em á. Em thích đi du lịch một mình lắm. Mình cứ thích thì mình đi thôi. Vâng. Quan trọng gì đâu. Mình tự do tài chính mà. Với lại là bây giờ chuyện nó thuận lợi, cũng nghĩ là trong này cũng có Grab đấy. Vâng. Chứ xe buýt mới Grab, cứ thế này thì đi vào đây chả lo gì. Vâng. Vào đây thuê xe đi lại cũng thấy là thấy mọi người mặc Grab chạy mầm cả. Đúng rồi. Tôi cũng tưởng là mọi người kiểu dạng mặc áo thôi. Dạ. Grab cá ở này được 4 năm rồi. À. Vâng. Chỉ có cái Grab Food giao đồ ăn là mới có ấy thôi. Còn Grab Bike chở khách là có lâu rồi. À. Đấy, nếu mà là thành phố phát triển du lịch thì là lên phải có Grab này. Dạ đúng rồi anh. Quy Nhơn bây giờ thành phố du lịch mà. Đúng. Em nghĩ chắc tầm vài năm nữa chắc cũng ngang với lại Đà Nẵng đó. Đúng rồi, đang phát triển mà bây giờ dạ. Người đến Quy Nhơn nhiều lắm. Vâng. Bữa giờ anh ở này anh đi chơi hết Quy Nhơn chưa? Chưa đi được hết, anh ở đây có 3 ngày thôi. Vâng. Mới đi được Kỳ Co, Eo Gió, mới đi được Bãi Xếp. Còn Cù Lao Xanh chưa đi được. Cù Lao Xanh là đi là phải ở lại qua đêm à. Nên hẹn, hẹn một ngày cứu dí mới quay đây. Đúng rồi. Ở đây mọi người thân thiện thật. Dạ, người Quy Nhơn thân thiện lắm anh. Ăn đồ uống cũng ngon nữa. Dạ. Mà rẻ nữa đúng không? Rẻ, đúng. Nói là rẻ. Rẻ. Không biết vài năm nữa thì liệu là bắt đầu mọi người đến đây du lịch nhiều thì không biết mọi thứ nó có bị đẩy lên không? Rồi, ê anh ơi. Đây. Rồi, em cảm ơn anh nhá. Vâng. Mình vừa mới nổ tiếp một đơn GrabBuy nữa nè. Đúng rồi, bữa nay GrabFood ế rồi. Kiểu như mình nói là mình thích chạy GrabBuy đấy, nhân phẩm mình tốt cho nên là ông trời ông cho mình thật là nhiều cuốc GrabBuy. Đón khách ở 44 Nguyễn Tư. Mình book Grab đúng không anh? Ở Tân Nguyên đúng không? Ê bạn ơi. Ok bạn lên đi. Bạn qua chung cư Simona đúng không? Bạn người ở đâu vậy? Nghe giọng lạ dữ. À, vào này đi chơi hay là đi? Ồ. Lên gặp bạn là lên đây. À. Hôm bữa giờ ra này đi chơi hết cái Quy Nhơn chưa? Dạ hết rồi. Ồ. Tính ra xuyên đi hả chứ? Dạ. Tại vì là có xe mà không phải để quên chìa khóa trong nhà đợi mẹ về. Xui à. Lắc xe ra xong cút chìa khóa đâu hai cái cửa kéo nó kéo xuống. Cút Grab đấy cũng nhanh. Đúng rồi, ở Quy Nhơn đây nhiều Grab lắm. Thấy không kêu cút Grab lâu lắm. Kiểu do nhân phẩm bạn không được tốt quá cho nên là bút Grab nó hơi lâu. Có cần chở bạn vô tới nơi luôn không? Ok nha. Rồi ok. Hả? Là mình dừng ở đây hả? Hay là mình chở vào luôn? Không, dừng đây nha, đặt đâu tiền rồi. À, rồi, để mình về chỗ này nè, mình đứng. Của bạn 14.000 ạ. Tức là bạn cũng cao quá chứ. Thường mấy bạn mà ngồi ở này đi xuống là toàn té không. Ui, mình không đủ tiền thối á. Hay là giờ như này đi, bạn có hay lướt TikTok không?
bạn vào TikTok, anh Grab bạn follow mình đi. Rồi, con cuốc xe này mình free cho bạn luôn. Đây nè, follow đi, xe như cuốc xe này mình free cũng được. Thiệt hả chứ? Vâng. À, cảm ơn bạn nha. Cuốc này 14.000 nhưng mà mình nói bạn follow TikTok của mình đi, rồi mình free tiền xe cho. Nhưng mà bạn còn 11.000 tiền lẻ nè, nên bạn đưa mình luôn. Mình lại nổ tiếp một đơn Grabbike nữa nè. Đơn này là ở tiệm trà sữa Dume. Thời ông nào mà đăng ký cái tiệm trà sữa đá me này thành đu me công nhận cũng ối ôi thiệt chứ. Thiệt, giờ hiểu lầm lắm luôn đó. Anh muốn Grab đúng không? Đúng rồi. Đen ơi. Đời của anh đúng không? Đúng rồi, Nguyễn Văn Nguyên đó. Để em ra anh chị, em đón chị. Ok anh luôn. Giờ anh về quê hả? Về quê anh. Quê anh ở đâu? Ở thị xã Hoài Nhơn. Nghe giọng là thấy giống Hoài Nhơn rồi. Đúng rồi. Thì Bình Định này nói tiếng như thế thôi chứ. Đâu, tính ra nói Bình Định chứ. Kiểu như Quy Nhơn, Hoài Nhơn rồi Phù Cát rồi, kiểu nói cái giọng nó cũng khác nhau chứ đâu phải giống đâu. Kiểu nó né thôi. Địa phương mình là chỉ có An Nhơn là nói chuyện khác thôi. Vâng. An Nhơn nói chuyện là ná chứ vui. Đúng rồi, đúng rồi. Mình rảnh mình mới chạy đúng không? Đúng rồi, rảnh em mới chạy thôi. Còn đi học hay làm nữa? Dạ, em còn đi học chứ. Em học Đại học Quy Nhơn bên đây nè. Vâng. Kiểu như lâu lâu bữa nay chủ nhật nè, rảnh nên chạy. Nếu bây giờ anh đi có mấy xe đi Quảng Ngãi á, anh đi ké ra đó cũng được mà. Đi xe mình á. Quảng Ngãi không thích đi. Xe mình nhiều mà. Dạ. Cũng có nhiều xe quen lắm, mà nhân là đâu ra bác đi cho nó tiện. Vâng. Có chờ xe mà xe dạ. Có chờ mình nữa. Đây anh đứng đây anh chờ nè. Ở đây người ta hay chờ xe đi Hội An rồi Hội Nhơn rồi đó. Đúng rồi. Đây. Cái đó, có anh 14.000 nữa anh. Anh về đâu anh? Gửi 200 luôn nhé. Dạ rồi, em cảm ơn nhá. Anh về đâu? Anh khách này khá là vui tính ấy mọi người. Không phải vui tính nhưng mà kiểu nói chuyện hòa đồng. Mình rất thích những người khách mà kiểu nói chuyện hòa đồng như vậy. Kiểu như khi đi trên xe ấy, kiểu mình với lại khách nói chuyện với nhau nó vui vẻ hơn là kiểu như mình đi nhưng mà mình im lặng, kiểu mình không có thích im lặng nha. Mình đi mình chở khách mà mình với khách cùng nhau im lặng kiểu mình bị ngại sao đó. Ok mọi người nha, thì video của mình tới đây thôi. Nếu các bạn thích cái video này thì hãy cho mình một like và một subscribe để mình có động lực ra tiếp video tiếp theo ha. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.